Thưa quý vị và các bạn, đó là những số liệu cập nhật đầu ngày về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Và chúng ta có thể thấy là tính đến thời điểm này thì trên cả nước có khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho đến 12 tuổi. Trong đó có khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19. Và dự kiến trong tuần tới sẽ có một thông tin vui, đó là vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm cho trẻ từ 5 cho đến 12 tuổi ở trên toàn quốc. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì vaccine ngừa COVID-19 sẽ tiêm trước cho nhóm trẻ học lớp 6, sau đó thì sẽ tiếp tục được triển khai đến nhóm nhỏ hơn. Đây có thể xem là một thông tin khi mà chúng ta đang quay trở lại cùng với cuộc sống bình thường mới và các học sinh cũng đang quay trở lại. Và một vấn đề được rất nhiều quý vị phụ huynh lo lắng đó chính là làm sao để có thể có một lá chắn bảo vệ tốt cho các em từ 5 cho đến 12 tuổi. Tuy nhiên, đây là một tin vui nhưng mà nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng chỉ có một số điều cần phải lưu ý cho phụ huynh khi chuẩn bị cho con đi tiêm. Và câu chuyện của phóng viên Hồng Hạnh ngay sau đây sẽ là một cái nhìn cận cảnh cho chúng ta về những cái quy tắc cũng như là những vấn đề cần lưu ý khi tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Chị Hồng Hạnh. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trụ sở của Bộ Y tế. Ngày 13 tháng 4 thì tại đây diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi. Rất nhiều những câu hỏi, những cái thắc mắc đã được các chuyên gia giải đáp để có thể giúp các bậc phụ huynh đưa ra những lựa chọn để tiêm vaccine COVID-19 phòng bệnh cho con em mình. Các chuyên gia cho biết, hai vaccine được đồng ý tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Moderna và Pfizer đều có bản chất là mRNA, nên phản ứng sau tiêm tương tự nhau. Hầu hết bé sẽ gặp phản ứng thông thường như đau đầu, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, có thể mệt mỏi, hơi ớn lạnh và sốt. Phản ứng này xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 1 tháng. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cái lô vaccine này sẽ sử dụng tiêm chủng cho nhóm tuổi nào. Thế và ở trong các cái buổi tiêm chủng ở trường học, nếu có nhiều nhóm tuổi cùng một lúc sử dụng hai loại vaccine thì chúng tôi sẽ triển khai ít nhất là theo khối lớp để khối lớp nào sử dụng cùng loại vaccine đó. Ví dụ như là vaccine Pfizer và Moderna đều có thể chỉ định cho nhóm tuổi từ 6 tuổi trở lên. Thì nếu chúng ta triển khai tiêm cho nhóm tuổi là lớp 5 là Moderna, lớp 4 là Moderna, thì từ lớp 3 chúng ta triển khai vaccine Pfizer. Và khi triển khai trong trường học, chúng ta cũng quấn chiếu theo lớp ở cái trường học đó. Hiện nay trên thế giới đã có 53 quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đặc biệt là các nước phát triển. Còn tại Việt Nam, hiện theo khảo sát, có khoảng 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vaccine. Nhiều phụ huynh lo ngại tiêm vaccine có thể ảnh hưởng tới các vấn đề về gen, nội tiết, hệ sinh sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này không xảy ra. Chức năng của cái mRNA nó chỉ gắn cái ribosome, sau đó tổng hợp xong cái protein là nó hết chức năng. Và nó sẽ được các cái enzyme của tế bào nó tiêu hủy, nó không xâm nhập vào nhân tế bào. Cho nên về mặt lý thuyết chúng ta thấy là không có tác động đến cái hệ nhân của tế bào chúng ta, vì nó không vào nhân, nó chỉ có ở cái tế bào chất nhờ gắn vào một cái thành phần là ribosome để tổng hợp lên một cái protein để mà tạo thành kháng nguyên và kích hoạt hệ thống miễn dịch. Như vậy về mặt thông tin thì chúng ta thấy là về mặt khoa học hoàn toàn yên tâm về cái vaccine này, để nó có ảnh hưởng đến cái nhân, tức là làm biến đổi cái cấu trúc di truyền không, thì chúng ta thấy là nó về mặt cơ chế chúng ta thấy không có cái tác động đến ảnh hưởng đến cái cấu trúc di truyền. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu trẻ đang mắc các bệnh đường hô hấp, sức khỏe không ổn định cũng không nên tiêm vội. Sau khi tiêm, các mốc quan trọng cần theo dõi là 30 phút tại nơi tiêm chủng, 24 tiếng sau tiêm, 7 ngày và 28 ngày sau tiêm. Hiện ngành y tế đã tiến hành tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các điểm tiêm chủng. Đã được tập huấn, đã được hướng dẫn và đã giao nhiệm vụ cho các cái đơn vị trong y tế dự phòng. Và kể cả từ ngày 28 tháng 3 đã có cái chỉ đạo trên toàn quốc xây dựng các cái kế hoạch và rà soát một cách đầy đủ, từ việc rà soát đối tượng, kiểm tra các cái điểm tiêm chủng cũng như vật tư tiêu hao và tiến hành tiêm chủng. Và đợt này nó đồng bộ, không phải chỉ có ngành y tế mà các tổ chức chính trị xã hội đều cùng hỗ trợ vào bên cạnh hệ thống điều trị và dự phòng. Theo thống kê, trong số gần 12 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19, đã có khoảng 3,6 triệu trẻ nhiễm SARS-CoV-2. Số trẻ đã mắc sẽ tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối quý 2 năm 2022.